đổ vật liệu xây dựng, đất cát lấn chiếm lòng đường không chỉ là hành vi cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, như đoạn camera tiếp theo là một ví dụ. Theo camera hộ dân bên đường ghi lại cho thấy, đống cát khá lớn, không chỉ lấn chiếm hành lang, cát còn tràn ra cả lòng đường. Một học sinh đi xe máy không chú ý quan sát đã đụng trúng, khiến cả người và xe máy loạn choạng, mất lái rồi ngã văng mạnh về phía trước. May mắn, ngay sau đó em học sinh này có thể tự đứng dậy, dừng xe máy và đi lại được.